Vào khoảng 20 giờ tối ngày 14 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho bánh kẹo và đồ dùng bảo hộ lao động trên phố Minh Khai. Người dân trong khu vực cho biết vào thời điểm trên, lửa và khói bốc lên ngùn ngụt trong dãy nhà kho. Sau đó người dân đã thông báo ngay lập tức tới cơ quan chức năng. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 và lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 8 xác nhận và cho hay vụ cháy xảy ra tại nhà kho rộng chừng 200m2, nằm sâu bên trong ngõ 199 phố Minh Khai, Hà Nội. Vị lãnh đạo này cũng cho biết sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến thời điểm 21 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do chập điện. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ.